quý vị và các bạn, có lẽ đối với các em học sinh, tháng 9 là mùa tựu trường, bắt đầu một năm học mới. Và bao nhiêu háo hức cùng bài bàn tung tăng đến trường đến lớp cũng là bấy nhiêu sự chồn rồn lo lắng cho bài vở chương trình học. Trong chuyên mục Quảng Bình xưa và nay, chúng tôi muốn cùng quý vị hình dung về một thời đi học của một thế hệ qua những câu chuyện kể, những ký ức của vị khách mời của chương trình, ông Hồ Ngọc Diệp, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới. Trước khi lắng nghe những chia sẻ của vị khách mời ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi một đoạn hình ảnh sau. Bác Diệp thân mến, những hình ảnh vừa rồi vừa cho bác những cảm xúc như thế nào ạ? Tất cả những hình đó vừa cho chúng tôi nhớ lại những ngày quá khứ. Đó là những ngày mà chúng tôi sắp đến trường. Ngày khai giảng là ngày chúng tôi trong đời nhất, sung sướng nhất. Đó là cái ngày mà đã mang đến bao nhiêu niềm vui của con người. Và những hình ảnh vừa qua khiến chúng tôi nhớ lại từng ngày tuổi trẻ đó mà không bao giờ quên được. Đặc biệt khi chiến tranh xảy ra thì chúng tôi đến trường không những có mũ rơm, không những mặc áo sẫm màu, mà còn phải mang vũ trang bên mình và sẵn sàng nếu như khi mà có máy bay bắn đạn thì chúng tôi sẵn sàng nhảy xuống hào những hồ cá nhân để tránh, để bảo vệ cơ thể của mình. Thì để tất cả những hình ảnh vừa rồi thì chúng tôi cảm thấy rất là xúc động. Với chúng cháu mà nói, bây giờ đến tuổi là được bố mẹ cho đi học, và đi học không chỉ dừng lại ở việc hiểu và biết kiến thức. Thế hệ học sinh bây giờ đi học là để vì một định hướng nghề nghiệp, một lựa chọn tốt nhất cho tương lai của mình. Không biết thế hệ các bác và bản thân bác được đi học có ý nghĩa như thế nào? Ngày xưa chúng tôi đến trường là một niềm vui hạnh phúc rất lớn, vì gia đình đã tạo mọi điều kiện, xã hội thì đạt bao nhiêu là niềm hy vọng, cho nên chúng tôi đến trường lúc bấy giờ là có một niềm vinh dự rất lớn. Ai cũng cảm thấy mình trưởng thành, học như thế để thoát cái nghèo khổ của gia đình, đưa kiến thức của mình để phục vụ xã hội khi mình chọn được một ngành, một cái nghề mà với theo khả năng sở trường của mình. Đấy là một cái mục đích chung, không chỉ của riêng tôi mà của tất cả những bạn bè đồng lứa. Vậy thì chương trình học ngày đó là như thế nào ạ? Ngày xưa đi học á thì không có cái chương trình mẫu giáo như hiện nay, mà chỉ là học đồ học sinh cấp 1, học hết cấp 1 lên cấp 2, rồi cấp 2 lên cấp 3, và mỗi cấp đều có thi chuyển cấp. Mỗi chương trình của nó cũng rất là đơn giản, phổ đồng, cũng có các môn tự nhiên và môn xã hội, thì văn, toán, sử, địa, chính trị, lý, hóa, sinh. Về ngoại ngữ thì chỉ có hai môn duy nhất, đấy là ngữ văn và trung văn. Kiến thức cũng không rườm ra, chỉ có những kiến cơ bản nhất thì học sinh có thể nắm bắt thông qua sách giáo khoa và sự truyền thụ của giáo viên ở tại lớp. Thưa bác, với mỗi học sinh thì cặp sách, bút vở, giấy mực là những đồ dùng không thể thiếu và luôn gắn bó bên ta. Ký ức của bác về những dụng cụ học tập này như thế nào ạ? Tôi còn nhớ lúc còn nhỏ đi học á, thì sách vở thì bỏ vào một cái túi sách bằng ni lông. Cứ đến bữa đi học thì tôi sách chốt ni lông đó, trong đó có sách vở với bảng đen để lớp. Thời kỳ đó chúng tôi đi học á, là sách giáo khoa rất là hiếm. Một tổ thì được phân vài cuốn sách về tự nhiên, vài cuốn sách về xã hội. Do đó học sinh có thể là mượn sách của nhau để làm bài tập, sau là trả lại. Và cuối năm thì tất cả những sách đó đều phải gửi lại cho nhà trường. Nhà trường bỏ vào thư viện để năm sau để cho cung cấp lại cho các thế hệ khác. Cho nên vấn đề bảo đảm sách giáo khoa lúc bấy giờ là trở thành một nhiệm vụ và trở thành một kỷ luật đối với học sinh. Và bút là viết bằng bút lưỡi tre, có một cái quạt và có một lọ mực. Cho nên anh nào đến trường, đến lớp đều phải toàn tay một cái lọ mực. Cho nên đôi khi vô ý mực đổ ra nhòe cả áo cả quần. Tiếp tục với chủ đề đi học thì bác có thể chia sẻ thêm về cái phương pháp dạy học của giáo viên rồi tinh thần học tập của học sinh thời đó. Thời kỳ đó Bộ Giáo dục có phát động trong tất cả nhà trường thực hiện phong trào thi đua hai tốt. Hai tốt tức là học tốt và dạy tốt. Các thầy giáo trước đấy dặn dạy chúng tôi rất yên tâm và có một trình độ về sư phạm rất là mẫu mực. Ngoài kiến thức cung cấp học sinh tài liệu rồi, thầy giáo yêu cầu học sinh phải làm đầy đủ những bài tập mà đã ra cho học sinh. Tôi còn nhớ ví dụ thầy giáo dạy hóa yêu cầu học sinh học tập học thuộc lòng
bạn tuần hoàn Mendeleev học đọc không sai một chữ, không có giới sử dụng phẩy và dấu chấm. Chưa kể đến các thầy giáo dạy văn. Thì các thầy văn yêu cầu học sinh học thuộc lòng tất cả những cái bài mà văn thơ mẫu mực, ví dụ Hết Tướng Sĩ, ví dụ bài thảo Bình Ngô, bản tuyên ngôn độc lập, học sinh học thuộc văn vất. Nên có thể nói là sau này những kiến thức cơ bản đó đã đi thấm nhào vào trong mọi người chúng tôi. Lúc bây giờ là ý thức tự giác học rất là lớn, từ nhà đến trường là chúng tôi đi theo từng tổ trao đổi kiến thức đại học, thậm chí kiểm tra nhau về đi đoàn học phục lòng để nhắc nhở nhau phục lòng. Qua những hình ảnh vừa rồi thì bác và cháu cũng như quý vị cũng đã cảm nhận được phần nào không khí tươi vui của lễ khai giảng, không khí của học tập của một năm học mới. Các em học sinh bây giờ đã và đang được học tập trong một môi trường giáo dục rất thuận lợi. Chương trình giáo dục thì được cải cách đổi mới để phù hợp với các cái tiêu chuẩn cũng như định hướng đã được định ra. Liệu bác có nghĩ đó là lợi thế của các em? Giáo dục có thể nói là một mặt trận đảng nhà nước đầu tư rất nhiều. Những cái đầu tư đó tôi thấy có cái gì đó bất ổn. Ở chỗ hiện thời gian này là cải cách liên tục và chưa có một cải cách ổn định. Học sinh hiện nay tôi thấy học nhiều quá, học sáng, học chiều lại chưa đủ, cha mẹ chưa bằng lòng nữa, còn cho học sinh để học thế, học nhiều không phải là tốt. Mà nên nhớ rằng vừa học vừa chơi, đấy là một phương pháp sư phạm tốt. Các em còn nhỏ không nên nhồi nhét nó quá nhiều, khiến cho nó mù mị đi. Đôi khi nó sợ thầy, sợ cha nó mẹ, nó đến nó ngồi, nhưng thực tế là đó hình thức, cho nên vấn đề học nhiều chưa thật tốt. Mà hiện nay hiện tượng học nhiều là hiện tượng phổ biến, không như ở một nơi mà nhiều nữa. Trước xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, thì học sinh ở thế hệ chúng cháu được giáo dục để vươn ra thế giới mới. Thế nhưng qua cả cái phương tiện thông tin đại chúng, qua báo chí gần đây, thì chúng ta nghe và biết quá nhiều những vụ việc suy thoái về đạo đức của học sinh, như là đánh nhau, bỏ nhà đi, thậm chí là tự vẫn khi bị bố mẹ trách móc, rồi thủ phạm của nhiều vụ án là trẻ vị thành niên. Phải chăng chúng ta đã quá quan tâm đến việc giáo dục học thuật chữ nghĩa mà lại chưa quan tâm đúng mức đến việc giáo dục đạo đức cho một con người khi đang còn ngồi ở trên ghế nhà trường ạ? Điều đó là có thực. Mà tôi nghĩ rằng là giáo dục là một cái tổng hợp, không những ở trường mà còn xã hội. Thì hiện nay có thể rất nhiều cái thông tin đến với các cháu, các em, không những bằng báo chí mà phim ảnh rồi là vân vân, khiến cho các em là thu nhập những kiến thức đó, những cái điều tiêu cực đó bằng nhiều cách không kiểm tra được, dẫn đến những hiện tượng tiêu cực. Thầy qua thực tế thế này, nhà trường có thầy, thầy cô, có bạn, có bè, đấy là một môi trường mà tạo cho các em một cái khí chất, một cái bản lĩnh tốt nhất, vì nó hàng ngày gần gũi gắn bó. Cho nên vai trò của thầy giáo ở trường, bạn bè ở lớp rất quan trọng trong vấn đề rèn luyện đạo đức tư cách học sinh. Cho nên vấn đề đưa các em vào khuôn khổ và hướng dẫn các em sử dụng như thế nào những đường về thông tin đó để tạo cho mình có một nhận thức cơ bản, đó là một việc làm không những của nhà trường mà của xã hội. Thưa quý vị, những chia sẻ, những ký ức của một thời đi học của bác Hồ Ngọc Hiệp có lẽ chưa nói lên hết được những nỗi niềm, lý tưởng của một thế hệ, một giai đoạn. Thế nhưng đó cũng là một cái góc nhìn của một con người Quảng Bình trước những gì mình đã trải qua và mình đang chứng kiến. Chúng tôi cũng mong muốn rằng những câu chuyện xưa của bác sẽ là những cái thông điệp cho các em học sinh ngày nay, cũng như những cái suy ngẫm cho các bậc phụ huynh. Các em đã và đang được học tập trong một môi trường thuận lợi, hãy tận dụng nó để học tập thật tốt, rèn luyện thật tốt và vừa hồng vừa chuyên như bác Hồ mong muốn. Đến đây, chương mục chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn bác Hồ Ngọc Diệp đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.